Xin chào tất cả các bác, các anh, các chú ạ. Hôm nay em lên video giới thiệu cho tất cả các bác một số các cái hàng đồ tháo máy. Bác nào có nhu cầu mua hàng có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại hàng Nhật Bãi Long Hợi, số điện thoại đặt hàng 0975275636 hoặc số điện thoại 0942453417. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa thì bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi. Trên video em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mẫu hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào thì cứ chốt cho em theo mã số như trên video. Giá trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng dưới 5kg, tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Còn từ 5kg đến 10kg quay đầu, tiền ship sẽ đồng giá là 50.000 toàn quốc. Cái này tiền ship đồng giá đang tính theo cân nặng nha các bác, không tính theo địa chỉ xa gần đâu ạ. Rồi đầu tiên em xin phép quay vào mẫu số 1. Số 1 của em nó sẽ là cái kéo cắt nha các bác. Kéo này nó sẽ là sử dụng bằng hơi nha. Các bác cấp hơi vào là kéo nó sẽ hoạt động nha các bác. Đây ở bên dưới cái phần thân này này, nó sẽ có một cái đầu ống hơi. Ống này sẽ là ống 6 nha các bác. Đầu ống nối nhanh này. Đấy các bác rút ra nhá. Phần thân của nó sẽ là thân bằng nhôm, còn phần lưỡi kéo này của nó sẽ là bằng sắt. Phần lưỡi kéo này còn nguyên, không có bị mẻ gì đâu nha các bác. Đây em sẽ đo kích thước. Phần thân của nó, bản rộng của nó là 3,7 cm. Tổng chiều dài phần thân của nó này sẽ được là khoảng 20 cm nha các bác. Còn chiều dài phần lưỡi kéo của nó sẽ là 5,5 cm. Đây là mẫu số 1 này. Mẫu này của em sẽ có giá là 150.000 một chiếc. Đối với cái mẫu này, bác nào mua từ 5 chiếc trở lên chuyển khoản thì sẽ được miễn ship nhé. Các bác có cần xem cái video mà em test thì mời các bác qua Zalo chọn theo là mẫu số 1, xong rồi em sẽ test video gửi cho các bác xem tham khảo nhé. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 2. Số 2 là cái mẫu motor này. Mẫu này là kiểu mẫu motor giảm tốc nha các bác. Đây em đo kích thước. Mẫu này phần đầu trục đo được là 8 ly. Kích thước bản ngang này, phần thân của nó là 6 cm ạ. Còn chiều dài sẽ đo được là 11,5 cm. Đây nó có cái tem thông số này. Đây của nó sẽ là điện 220V 10W nha các bác. Cái này mà nó quay chậm lắm, khoảng 10 vòng trên phút thôi. Cái này ở đây em sẽ có đấu sẵn tụ cho các bác như này về rồi. Về các bác em để sẵn hai cái đầu dây đây. Về các bác là ghim điện vào là 220 là sử dụng nó sẽ quay luôn nhá. Cái nào em cũng sẽ đấu tụ sẵn luôn ạ. Mẫu số 2 này, cái này của em sẽ có giá là 100.000 một chiếc. Cái mẫu này hiện tại là đang có 10 chiếc nha các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 3. Đây ạ, số 3 là cái mẫu nhôm nha các bác. Cái này bên trong của nó sẽ có trục bi xoay như này. Cái này mã bi bên trong thì đang không nhìn thấy tại vì nó có nhiều dầu mỡ quá. Cái này kích thước này, bản bên này độ dày đo được là 20. Đường kính của nó em đo được là 64 nha các bác. Đây, phần nói bằng sắt đấy ạ. Đây em đang có combo là gồm 2 chiếc này. Nó sẽ cùng một kích thước như này nhá. Mẫu số 3, combo 2 cái này sẽ có giá là 70.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 4 ạ. Đây, số 4 là bộ combo này. Combo là gồm 2, 4, 6, 7 chiếc. 7 chiếc ống nhôm. Trong đấy nó sẽ có là mấy chiếc đây? 6 chiếc. 6 chiếc màu nâu này, bây giờ 1 chiếc màu xanh nhé. Bên trên mẫu này nó sẽ có cái phần giống như kiểu bánh răng này. Cái này bên trong của nó rỗng ruột ạ. Cái này phần thân bên ngoài đường kính em đo là 30. Tổng chiều dài đem đo là 34 cm nha các bác. Còn một chiếc màu xanh này thì nó dài hơn này. Chiếc này tổng chiều dài của nó sẽ đo được là 38,7 cm. Combo này gồm tất cả là gồm 7 chiếc của mẫu số 4, có giá là 100.000. Cái này thì chỉ có một bộ thôi nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 5. Số 5 ở đây có một bộ combo với cái dây điện này. Cái dây điện này nó không có phích cắm đâu nha các bác. Đây bên trong của nó lõi đồng này. Dây này chắc tầm 3m một dây ấy. Đây, mẫu này kích thước này, ở đây em đo được của nó là 8 ly nha các bác. Đây này. Không biết là có được 3m một dây không nữa. À không được đâu các bác, cái dây này em thấy nó ngắn ấy. Đây em có combo là gồm 4 dây này. Đấy. Combo này của em là mẫu số 5, có giá là 180.000 ạ. Đấy, là gồm 4 cái nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 6. Số 6 là mẫu dây điện. Cái này của nó này, ở đây nó có một cái túi ống này, dây dài 5m nhá. Có 6 ổ cắm, một công tắc ở trên đầu này. Dây ổ cắm phích tròn. Đây các bác, phích cắm trên tròn, ổ cắm trên tròn nhá. Cái này là có thông số là 10A 250V. Các bác cắm điện một pha bình thường nhá.
Khi các bác cắm thì cái phần ổ cắm, phích cắm này nó sẽ cắm ngập sâu bên trong này. Đấy, rất là chắc chắn luôn, nó không có bị lỏng lẻo hay là sợ mô ve giống như các cái hàng mà ổ cắm của mình đâu các bác. Này có 6 ổ cắm luôn nhá. Combo mẫu số 6 này, mẫu 6 này của em có giá là 130.000 một chiếc. Này chắc phải đang có tầm 3 đến 4 cái đấy. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 7. Đây, số 7 là cái mẫu này. Số 7 các bác. Mẫu này chắc dây khoảng 1,5 m thôi nhá. Dây khoảng 1,5 m này, dây ngắn lắm. Mẫu này có 5 ổ cắm, một công tắc có đèn báo trên đầu. Thông số thì cũng giống, mẫu 10A 250V, điện một pha bình thường nha các bác. Cái này là mẫu số 7 này, này của em có giá là 100.000 một chiếc nhá. Này chắc đang có tầm 3-4 chiếc gì đấy, mẫu số 7. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 8. Đây số 8 đây. Số 8 là cái bộ nhông xích nha các bác. Cái này của nó sẽ là bằng sắt nha. Đây nó sẽ có cái nhông này. Đấy, hai cái nhông lẻ như này ở bên ngoài này, ở đây bên trong của nó sẽ có trục bi. Đấy, còn đây là cái trục nhông đôi của nó này. Cái sợi xích này thì nó dài khoảng tầm 3 mét nha các bác. Em chưa có đo đâu nhưng nó khoảng 3 mét ấy. Đây này. Cái này nó ăn sẽ ăn khớp với nhau như này nha các bác. Đấy. Đây. Nó kiểu nhông đôi như này này các bác, nó sẽ vừa với cái phần rãnh này của nó luôn này. Đấy. Đây là mẫu số 8 nha các bác. Gồm một sợi xích này. Dài khoảng 3 m đến 3 m rưỡi thì em thấy nó dài lắm. Với cả hai cái nhông này. Đây hai cái, một cái nhông bên dưới nữa này. Đây, gồm hai cái này. Và một cái nhông đôi này nha các bác. Cái sợi xích này là khớp với cả cái mẫu này. Đấy. Combo này là của mẫu số 8, có giá là 150.000 ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 9. Đây, số 9 là cái mẫu này. Đây giống như cái hộp điều khiển như các bác. Công tắc ấy. Đây là có một cái nút công tắc này. Công tắc màu đỏ của kiểu như công tắc khẩn cấp ấy. Còn đây là sẽ có con nút công tắc, mấy cái nút này. Đây nó sẽ là hàng Japan nhé, hàng Nhật nha các bác. Cái này các bác có thể xài điện từ 24V đến 300V. Mẫu số 9 này, này của em một chiếc như tay em đang cầm như này sẽ có giá là 50.000. Đấy, các bác có cần xem lại hình ảnh của mẫu nào thì mời các bác cứ chọn số báo vào trong Zalo. Xong em sẽ chụp ảnh lại các bác xem tham khảo thêm nhé. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 10. Đây số 10 là cái này. Cái này bác nào biết là cái gì thì bình luận vào dưới video để cho em và các bác chưa biết có thể tham khảo thêm nhé. Ở đây nó có một cái này, nó giống như cái nút vặn này. Nó có các cái vạch chia số ở bên dưới này các bác. Đấy. Đây. Ở đây là đầu dưới này, nó sẽ có hai cái phần dây rắc như này. Còn đây là cái mặt đằng sau của nó này. Đấy. Ở đây nó cũng có một cái chia số này. Kiểu như cái này mà gạt lên thì cái bên trên này nó quay này các bác. Đấy. Cái này thì em không biết nó là cái gì nhá. Bạn nào biết là cái gì thì chốt đơn nhá. Đây em sẽ đo kích thước cái phần hộp của nó ạ. Đây bản rộng là 10,5 cm, chiều dài bên này là được 14 cm nhá. Cái này hiện tại đang có giá là 70.000 một chiếc. Hình thức thì em thấy là còn rất là mới và đẹp luôn. Đấy, bác nào biết thì chốt nhá. Mẫu này hiện tại đang có 10 chiếc nha các bác. Mẫu số 10, 70.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 11. 11 là cái này. Cái này thì chỉ có mỗi một cái thôi. Đây. Nó cũng có một cái phần này giống như nút vặn này. Đây sẽ có hai cái đầu dây rắc như này. Đấy, mặt đằng trước này. Còn đây là mặt đằng sau của nó. Ở đây nó có một cái xi lanh hơi này các bác. Cái này xi lanh hơi đầu ống cái này của nó sẽ là ống 4 nhá. Cái thông số của xi lanh hơi là không thấy. Đấy, đây các bác. Cái này bác nào biết thì chốt nhá, chứ cái này em cũng không biết nên là cũng không có giới thiệu hay là giải thích gì được. Cái này kích thước ở đây em đo được là 12,5 cm, chiều dài bên này là được 15 cm nha các bác. Đây là mẫu số 11. Cái này của em sẽ có giá là 130.000. Cái này thì em chỉ có một cái thôi nha. Đấy, mẫu 11 này có một cái thôi. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 12. Là cái mẫu trục này. Cái này trục nhông nha các bác, nó bằng sắt đấy ạ. Ở đầu đây nó sẽ có một cái phần bi, mã bi của nó là 6003. Kích thước phần trục ở đây em sẽ đo được là 15. Phần rãnh bu ly này, ở đây em sẽ đo được là bao nhiêu đây? Phần rãnh bu ly để đo được là 15 nha các bác.
Ở bên trong nó sẽ có một cái trục ren chính này, và vùng quanh sẽ có 6 cái trục tròn có lò xo đẩy nha các bác. Đây phần thân của nó này, nó sẽ có cái trục bi xoay như này. Đấy, rất là êm. Mẫu này là mẫu số 12. Mẫu này của em sẽ có giá là 100 ngàn một chiếc. Mẫu này em đang có 5 cái. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 13. 13 là bộ combo cái xi lanh hơi này. Này đây là nó có một đầu ống là ống mấy đây? Ống 4 nha các bác. Phần thân của nó là cái này tem bị mờ rồi các bác. Đây, phi 32, hành trình 20. Này các bác, là phần ti hơi nó đẩy lên hành trình sẽ được là 2 cm nhá. Trên đầu này nó sẽ có cái phần con lăn này, kiểu như cái đây phần trục ép giống như này này các bác. Ở đây em có bộ combo 2 chiếc của mẫu số 13. Có giá là 80.000 combo 2 cái này nhá. Cái này hiện tại chắc đang có tầm 6 đến 7 chiếc. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 14 ạ. 14 là cái mẫu combo xi lanh hơi. Combo này nó sẽ lẫn lộn nhiều kiểu nha các bác. Như cái mẫu em đang cầm tay là sẽ là hàng của SMC, phi 20 hành trình 40. Các bác cấp hơi vào thì phần ti hơi đẩy lên hành trình sẽ được là 4 cm. Như mẫu này đầu van của nó sẽ là ống 4 này, đầu dây cảm biến vẫn còn. Nó có cả cái loại ngắn hơn này. Cái loại này thì là phi 20 hành trình 25. Các bác cấp hơi vào thì hành trình nó đẩy lên sẽ được là 2.5 cm nhá. Đấy, có cả mấy cái nhỏ xíu này này. Nhỏ xíu này hành trình chắc được khoảng 5 ly thôi. Đây, mẫu này. Mẫu này là phi 32 hành trình 30 này. Đấy, combo này tất cả chỗ này luôn là của mẫu số 14, có giá là 150.000 nha. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 15. 15 là mẫu con lăn ạ. Đây, mẫu này của em sẽ là con lăn nhôm nhá. Bên trong nó sẽ có một cái phần lỗ trục này. Lỗ trục này của em sẽ là lỗ 15, chuẩn 15 luôn nha các bác. Đây. Chuẩn 15 luôn nha. Em đo kích thước phần thân này. Cái này chiều cao của em sẽ đo được là 76 và đường kính bên ngoài của nó đo được là 94. Mẫu số 15 này của em hiện tại đang có giá là 200 ngàn một chiếc. Đối với cái mẫu này hôm nay bác nào mua từ 2 chiếc trở lên chuyển khoản thì sẽ được miễn ship nhá. Tiếp theo đây là mẫu 16, cũng là mẫu con lăn bằng nhôm này. Bên trong nó sẽ có một cái phần lỗ trục này của nó sẽ là lỗ 15. Em đo kích thước phần thân bên ngoài. Mẫu này đường kính đo được là 85 và chiều cao của nó đo được là 72. Mẫu này cũng có giá bằng tiền là 200 ngàn một chiếc. Hôm nay bác nào mua từ 2 chiếc trở lên chuyển khoản thì sẽ được miễn ship. Đối với mẫu 16 nhá. Hai mẫu này em có đăng ảnh ở trên Zalo. Các bác có thể qua Zalo mình xem tham khảo. Mẫu này em có đăng bán ở trên Shopee nữa. Bác nào có Shopee thì mình có thể qua Zalo em gửi link các bác qua đấy xem tham khảo thêm nữa nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu 17. 17 là bộ combo 4 món này. Cái này nó giống như cái ống nhòm với các bác. Bên trong nó có cái ống kính nhòm như này này. Phần thân bên ngoài của nó sẽ là bằng nhôm nhá. Đây bộ combo gồm 4 chiếc này của em có giá là 100 ngàn, mẫu số 17. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 18. 18 là một mẫu camera này các bác. Phần thân ống kính bên ngoài của nó này to đẹp nhá. Ở đây đằng ở dưới nó sẽ có cái phần chân giắc cắm như này. Đấy, made in Japan này các bác. Đây nó sẽ có 3 cái phần cổng chân giắc cắm như này. Hình thức thì em thấy là còn mới đẹp nhá, bác nào biết thì chốt nhá. Cái này thì em chỉ có một chiếc thôi. Đây là mẫu số 18, có giá là 100 ngàn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 19. Đây, 19 là bộ combo con lăn này. Bộ này trong đây sẽ có là combo 3 món. Đây, hai bên sẽ có hai cái phần gối như bằng sắt như này. Bên trong nó sẽ có cái phần trục bi xoay nha các bác. Em đo kích thước này. Cái này phần trục của em sẽ đo được là 12. Đường kính bên ngoài phần thân của nó đo được là 45. Hai bên sẽ là gối sắt nha các bác. Đối với cái mẫu này, chiều dài của em sẽ đo được là 15 cm. Chiều cao phần chân gối sẽ được là 10.5 cm nha các bác. Ở đây nó sẽ có hai cái dây này kết hợp vào cái phần rãnh như này để nó ăn khớp vừa với cả cái vảnh ở đây như này nha các bác. Đấy. Cái này phần lỗ trục này. Mẫu này phần lỗ trục của em sẽ đo được là 10 ly. Đấy. Đường kính này. Cái này đường kính bên ngoài đem đo được là 50. Chiều cao mẫu này đo được là 29 nhé. Mẫu số 19 này của em có giá là 100 ngàn. Mẫu này em đang có 2 bộ nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 20. 20 là mẫu con lăn này. Con lăn cái này. Đây có hai cái đang dính keo. Một cái này không dính keo này. Nó có cái phần lỗ trục bên trong này các bác. Phần lỗ trục bên trong là đo được là 23. Còn phần lỗ mà lắp bi bên ngoài này đo được là 28 ạ. Phần thân bên ngoài đường kính đo được là 60. Mẫu này chiều dài phần thân của nó là được 12.5 cm nhé.
Đây là mẫu số 20. Này của em sẽ có giá là 80.000 một chiếc. Đây em đang có 3 chiếc đây. À có 4 cái. Cái này đang có 4 cái các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 21. 21 là cái mẫu này. Mẫu này của nó sẽ là bằng sắt nha các bác. Đây. Phần lỗ trục của em sẽ đo được là 18. Cái chiều bên này thì sẽ đo được là bao nhiêu đây? 31 nha các bác. Kích thước này, mẫu này phần mặt bích đây em đo được là 8.5 cm, bên này cũng thế nhá. Còn phần mặt bích vuông bên trên này ở đây em sẽ đo được là 5.5 cm này. Đấy. Mẫu số 21. Cái này của em sẽ có giá là 50.000 một chiếc. Mẫu này hiện tại là đang có 10 cái. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 22. 22 của em nó là cái mẫu motor này. Mẫu motor giảm tốc hàng Made in Japan nhá. Đẹp lắm. Đây các bác. Đây nó sẽ có một cái phần lỗ trục như này. Cái này phần lỗ trục của đây em sẽ đo được là 18 ạ. Kích thước phần thân của nó này, phần mặt bích ở đây em đo được là 11 cm. Tổng chiều dài phần thân này, tổng chiều dài phần thân của nó sẽ khoảng 22 cm nhá. Đây các bác, nó có cái tem thông số ở bên sườn này. Cái này công suất là 29W, điện 200V, Made in Japan này. Nó mờ đấy nhỉ. À đây, Tokyo Made in Japan. Đấy. Bác nào có cần xem là cái phần tem của mẫu này thì mời các bác qua Zalo em chụp ảnh lại các bác xem nhé. Đây đằng sau của nó này, hình thức mẫu này rất là mới và đẹp luôn. Tất cả các mẫu này em có đấu sẵn tụ như này rồi. Đây đấu tụ sẵn rồi, về các bác chỉ cần ghim điện vào hai cái đầu dây này. Đây có để sẵn hai cái đầu dây, các bác ghim điện vào là cắm điện 220 bình thường nhé. Đây để em đấu vào em test luôn cho các bác xem nhé. Đầu dây đã đấu rồi. Bây giờ các bác cắm trực tiếp cho em điện 220 là motor nó sẽ quay luôn nhá. Đấy ạ. Tất cả motor là bên em sẽ đấu sẵn tụ luôn và bỏ sẵn hai cái đầu dây điện này cho các bác. Các bác về lúc mà shipper mà giao hàng, các bác muốn kiểm tra test ấy thì là lúc shipper gọi điện các bác chuẩn bị cho em sẵn sợi dây điện luôn nhá. Để mình về đấu nối cho nó nhanh, mình kiểm tra motor quay nhá. Đấy. Tất cả motor đều sống nguyên luôn. Motor chuyến này về đẹp lắm luôn ạ. Mẫu số 22. Cái này của em sẽ có giá là 500.000 một chiếc nha các bác. Mẫu này hiện tại là đang có mấy nhỉ? Có 4 cái các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 23. 23 là cái mẫu. Mẫu này là cái gì nhỉ? Trục tròn ạ. Này của nó là trục tròn sắt đặc nha các bác. Em đo được trục tròn là phi 20. Tổng chiều dài phần trục tròn này sẽ đo được là 68 cm ạ. Đây bên trên mẫu này nó sẽ có mấy phần khớp như này, cả một cái đầu gen ở trên này các bác. Đây nó có một tí gen bên trên như này này. Đấy, các bác thấy không? Mẫu số 23 này, cái này của em có giá là 90.000 một chiếc. Mẫu này kiểu như hàng mới luôn, chưa qua sử dụng ấy các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 24. 24 là mẫu con lăn. Cái này con lăn bằng sắt nhá. Bên trong nó sẽ có một cái phần lỗ trục tròn là lỗ 15. Đây chiều cao phần thân con lăn này ở đây em sẽ đo được là 76. Đường kính bên ngoài đo được là 90. Mẫu số 24, cái này của em sẽ có giá là 150.000 một chiếc nhá. Cái này đang có tầm 4 đến 5 chiếc. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 25. 25 là cái mẫu trục gối bi này. Hai cái phần gối bên này của nó sẽ là bên ngoài bằng nhôm nhá. Bên trong của nó sẽ có bi như này. Mã bi bên trong của nó là 6302. Phần trục mẫu này đo được là 15 nha các bác. Một cái phần gối này nó sẽ có hai cái bi bên trong này. Đấy. Đây bên này có bi này các bác. Bên này cũng có bi luôn nhá. Còn cái phần trục chính bên trong này của nó sẽ to hơn. Trục chính ở đây em đo là 18 ạ. Mẫu này tổng chiều dài của nó sẽ đo là 32 cm nha các bác. 32-33 cm. Đây phần trục bi quay rất là êm luôn. Mẫu số 25. Cái này của em sẽ có giá là 100.000 một cây nhá. Này em đang có 10 cây luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 26. 26 là cái mẫu trục nhông này. Cái này bằng sắt nha các bác. Ở đầu đây có một cái phần bánh răng này. Phần bánh răng này đo được là 7 ly. Đây các bác. Này đây đo được là 7 ly nhá. Còn phần trục tròn đây sẽ đo được là 12. Hai đầu nó sẽ có cái bi như này. Này mã bi của nó bao nhiêu đây? 6901 các bác. Mã bi ở đây sẽ là 6901 nhá. Hai đầu mỗi đầu sẽ có một chiếc bi. Mẫu này tổng chiều dài của nó sẽ được là
bao nhiêu đấy, 40 cm nha các bác. Mẫu số 26 này. Đây của em là em bán theo combo 2 cây sẽ có giá là 80.000. Đấy. Mẫu này hiện tại đang có tầm 3 bộ. Tiếp theo là mẫu 27. 27 là cái tấm inox này. Đây là tấm inox nha các bác. Phần inox mẫu này ở đây độ dày này. Độ dày đo được là 2 ly. Tổng chiều dài mẫu này được bao nhiêu đây? Tổng chiều dài được 65 cm ạ. Cái phần nhỏ nhất ở đây em sẽ đo được là 9.5 cm, còn cái phần to nhất trên này sẽ được là 16.4 cm nha các bác. Mẫu số 27. Cái này của em sẽ có giá là 60.000 một chiếc. Cái này em đang có 10 chiếc. Tiếp theo đây là mẫu 28, cũng là mẫu inox. Cái này độ dày của nó cũng là 2 ly nha các bác. Kích thước này. Mẫu này đo tổng chiều dài của nó sẽ được là 65 cm. Cái phần bích bên dưới này ở đây em đo là 12 cm. Còn cái chiều nghiêng bên này sẽ được là 9 cm ạ. Đây là mẫu số 28. Mẫu này của em có giá là 70.000 một chiếc. Mẫu này cũng đang có tầm 6 đến 8 chiếc. Tiếp theo chuyển qua mẫu 28. À, 28 rồi chứ, đến 29 ạ. 29 là mẫu con lăn này. Cái này là hai đầu của nó sẽ có gối nha các bác. Hai đầu sẽ có gối bi nha này. Bên trong nó sẽ có cái con lăn này. Còn con lăn cao su bấm móng tay được. Cái mẫu này trông nó không khác gì hàng mới luôn các bác. Nó đẹp lắm. Đây các bác, đây là mã bi này. Cái này trục của nó chắc là trục 25 à. Đúng rồi. Cái này phần trục của nó sẽ là trục 25 nhá. Thì cái mã bi của nó sẽ là 6205 đấy các bác. Phần đường kính phần thân bên ngoài của nó đem đọc là 80 mấy đây. 82. Đây là chiều đường kính phần thân của con lăn cao su. Chiều dài của nó này sẽ đo được là 25 cm. Đây bên trên mẫu này nó sẽ có một cái phần đầu trục thò ra này. Đấy, đúng rồi, đúng là trục 25 rồi nha các bác. Đấy. Mẫu số 29 này, mẫu này của em sẽ có giá là 300 ngàn một chiếc. Mẫu này hiện tại đang có 2 chiếc. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 30. 30 là mẫu con lăn inox nha các bác. Đây, mẫu này con lăn inox này. À, bên trong của nó sẽ có trục bi như này. Phần đầu trục em đo được là 15. Phần thân con lăn đường kính đo được là 42. Đây bên trong của nó sẽ có trục bi xoay như này nha các bác. Mã bi của nó là 6203. Em đo kích thước phần thân của nó này. Chiều dài phần thân mẫu này đo được là 53.5 cm nha các bác. Mẫu số 30. Này của em sẽ có giá là 150.000 một chiếc. Này em đang có 2 chiếc. Tiếp theo là mẫu 31. 31 là mẫu con lăn inox này. Cái này bên trong của nó cũng sẽ có cái phần trục quay như này nha các bác. Phần đầu trục của đem đo được là 12. Phần thân con lăn đường kính đo được là 38 á. Các bác đợi em chút nhé. Này phần thân đường kính đo được là 38 á. Chiều dài này, chiều dài phần thân của nó sẽ được là 27 cm. Tổng cả phần trục luôn là 29 cm ạ. Mẫu số 31 này các bác. Mẫu này của em sẽ có giá là 60.000. Phần trục nó sẽ là bằng sắt, còn phần thân bên ngoài của nó sẽ là inox nhá. Trông khá là dày dặn chắc chắn đấy ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 32. 32 là mẫu con lăn inox này. Bên trong của nó sẽ có trục bi xoay như này. Phần trục bên trong có vào cái phần nhông này của nó sẽ là bằng gì nhỉ? Bằng sắt ạ. Còn phần thân bên ngoài này có sẽ là bằng inox ạ. Em đo kích thước này. Cái này phần trục của em đo được là 15. Phần nhông này của nó đo được là 7 ly nha các bác. Đường kính phần thân con lăn đo được là phi 60. Em đo chiều dài này. Chiều dài phần thân con lăn là 114 cm. Tổng cả phần trục luôn là được 122 cm ạ. Mẫu này sẽ là con lăn điện nha các bác. Ở bên trên nó sẽ có một cái hộp mà điều khiển như này. Cái này của nó sẽ là điện DC 24V. Mẫu này thì bên em có đấu test kiểm tra rồi nhá. Các bác điện 24V nha các bác. Các bác có cần xem cái video thì mời các bác qua Zalo chọn mẫu 32. Em sẽ quay video lại gửi cho các bác xem nhá. Mẫu này là xài điện nha các bác. Đấy. Đây, khi mà chưa có điện thì trục vẫn sẽ quay như này nha các bác. Đấy, trục vẫn quay được nha. Mẫu số 32 có giá là 400.000 một chiếc. Mẫu này bác nào hôm nay mua từ mua từ 3 chiếc trở lên chuyển khoản thì sẽ được miễn ship nhá. Hiện tại cái mẫu này em đang có cả cái hàng bình thường, tức là hàng không có xài điện ấy, đang có giá là 300.000 một chiếc. Nó có mấy loại kích thước. Cũng là đường kính 60 như này, nhưng mà cái loại
chiều ngắn chiều dài nó hơi khác nhau một chút, nó chênh nhau mấy centi nhá. Mời các bác qua Zalo, em có đăng ảnh ở trên Zalo rồi đấy, các bác có thể qua Zalo xem tham khảo thêm nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 33. 33 là mẫu viết me này. Mẫu này hai đầu nó sẽ có cái gối bi như này, một đầu sẽ có bu ly nhôm, còn đầu bên kia không có nhá, nên sẽ có phần đầu trục như này. Cái này phần đầu trục của em đo được là phim 12, phần viết me của nó sẽ là phim 18. Cái này sẽ có bát ren đồng, phần bát ren đường kính đo được là 32. Chiều dài phần ren của mẫu này đo được là 32 cm, còn đo tổng cả chiều dài sản phẩm luôn là được 40 cm nha các bác. Mẫu số 33 này của em hiện tại đang có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này bác nào hôm nay mua từ 5 chiếc trở lên chuyển khoản thì sẽ được miễn ship. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 34. 34 là một mẫu ống nhôm này, bên trong của nó sẽ giống ruột như này các bác. Phần bên ngoài đầu này thì nó hơi mỏng một chút nhưng bên trong của nó là dày nha các bác. Cái này cái thước của em nó không đo được vào tận bên trong kia cơ. Đây phần lỗ bên trong này, ở đây em đo được là 55. Còn bên trong này của nó sẽ là nhỏ hơn, tại vì bên phần bên trong là cái nhôm nó dày hơn mà. Đường kính bên ngoài này của nó sẽ là phi 60. Đây em đo chiều dài này. Mẫu này phần thân của nó chiều dài được 70 cm. Số 34 này của em có giá là 150.000 một chiếc ạ. Cái này thì em chỉ có một chiếc thôi. Tiếp theo là mẫu 35. 35 là mẫu con lăn. Này con lăn cao su nhá. Một đầu sẽ có cái phần gối nhôm như này, còn đầu bên này thì không có ạ. Phần trục ở đây này em sẽ đo được là phi 12. Phần thân con lăn đường kính đo được là 44 ạ. Chiều dài của cái phần thân con lăn này sẽ là bao nhiêu đây? 50 cm nha các bác. Cái phần thân màu vàng này là 50 cm nha. Mẫu số 35 này của em sẽ có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này hôm nay bác nào mua từ 5 chiếc trở lên chuyển khoản sẽ được miễn ship. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 36. 36 là cái mẫu trục tròn này. Mẫu này của nó là trục tròn sắt đặc nha các bác. Đây. Mẫu này trục tròn em đo được ở đây là phi 20. Hai đầu thì nó sẽ có cái gối bằng nhôm như này. Đầu bên kia cũng có đầy đủ gối nhôm nha các bác. Trên mỗi một cái trục nó sẽ có một cái bi như này. Chiều dài phần thân bi này ở đây em đo là 9.5 cm nha các bác. Đây là chiều dài của bi. Trên cái bi nó sẽ có 4 cái lỗ ren để các bác có thể bắt cái bàn máy vào nhé. Đây em đo chiều dài phần trục tròn này. Phần trục tròn đo được là 108 cm nha các bác. Ồ, đúng 108 không mà nó sao nó dài thế nhỉ. Ngoài 108 cm nha các bác. Mẫu số 36 các bác sẽ có là gồm hai cây trục và hai con bi trượt như này. Đấy. Trục thì sẽ có đầy đủ gối cho các bác nhé. Mẫu số 36 này combo hai cây sẽ có giá là 350.000. Nó là bằng sắt đặc nha các bác. Mẫu này hiện tại đang có tầm 10 bộ, mới về 10 bộ nha. Tiếp theo là mẫu 37. 37 cũng là trục tròn sắt đặc, không phải sắt đặc các bác, trục tròn inox ạ. Cái này phần trục tròn này của nó là inox nha. Trên mỗi một cái trục này cũng có sẽ có một bi như này. Đây, cái này phần trục tròn là phi 20 nha các bác. Phần bi này thì chiều dài của nó là 9.5 cm. Tổng chiều dài phần trục này là được 103 cm. Bộ này thì sẽ gồm hai cây. Đấy. Một cây này, hai cây này, có giá là 450.000 một bộ hai cây. Tất cả đầu bên kia cũng sẽ có cái phần gối như này nha các bác. Đấy, mẫu này sẽ có phần gối như này. Cái này là inox nha các bác, nên là giá nó cao hơn. Số 37 là 450.000 một bộ hai cây, còn số 36 nó là bằng sắt sẽ có giá là 350.000. Đấy, các bác xem rõ nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu 38. 38 là cái trục tròn, cái này hiện tại em đang có là 4 cây đây. Này của nó là trục tròn sắt đặc, ở đây em đo được là phi 25. Đây không có lỗ ren nhá. Ở bên trên này nó sẽ có một cái phần đầu ren như này này các bác. Cái này phần ren ở đây em đo được là hai mấy đây? 24 ạ. Còn phần trục tròn sẽ là phi 25. Mẫu này tổng chiều dài em đo được là 70 cm. Mẫu số 38 này của em có giá là 90.000 một cây nhá. Này em đang có 4 cây đây. Tiếp theo là mẫu 39. Đây 39 này, cũng là cái cây trục tròn sắt đặc phi 25 này. Đây các bác, đấy. Bên trên cũng có một cái phần ren như này. Phần ren em đo được là 25. Mẫu này thì nó sẽ ngắn hơn thôi. Mẫu này thì tổng chiều dài của nó em đo được là 60 cm. Mẫu số 39 này của em có giá là 80.000 một cây. Cái này em đang có 3 cây. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 40. 40 là mẫu vít me này. Này là vít me bi nha các bác. Đấy. Đây. Cái mặt của nó sẽ như này. Đấy các bác. Bên trên đây các bác sẽ có các cái phần lỗ ren để bắt lên bàn máy này. Ở đây nó sẽ có hai con lăn này. Đấy, em đo kích thước này. Cái này phần đầu trục của đây em sẽ đo được là
10 ly. Còn phần vít me của mẫu này sẽ đo được là phi 15. Ở đầu bên kia cũng có gối nha các bác. Mẫu này là vít me bi thì nó sẽ quay hành trình, nó đi nhanh nha các bác. Đấy. Đây để em quay hết về đây xem là nó sẽ là hành trình của nó được tối đa là bao nhiêu centi nhé. Mẫu này đo tổng cả chiều dài sản phẩm này sẽ được là 76 cm. Còn hành trình của mẫu này đo được là 54 cm nha các bác. Mẫu số này là số 40, có giá là 250.000 một chiếc. Hình thức thì còn rất là mới và đẹp luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 41. 41 này thì phần trục của đây em sẽ đo được là phi 10. Còn phần vít me của nó sẽ là phi 16 nha các bác. Trên đây cũng sẽ có một cái phần bát gen này, có hai cái phần con lăn bên trên này. Đầu bên kia cũng sẽ có gối đầy đủ ạ. Đây, cũng là vít me bi này, nó sẽ quay rất là trơn tru nhẹ nhàng. Mẫu này đo tổng chiều dài sản phẩm sẽ được là bao nhiêu đây? 101 cm nha các bác. À 111 cm. Đấy, 111 cm. Còn hành trình của mẫu này sẽ đo được là 85 cm ạ. Mẫu số 41, cái này của em sẽ có giá là 350.000 một cây. Hai mẫu này thì mỗi mẫu đang có mấy cây đấy ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 42. Đây, 42 là cái mẫu hộp số này các bác. Đây nó sẽ có cái phần đầu trục này. Đấy, phần trục quay này. Phần đầu trục bên trên em đo là 24, còn phần bên dưới này đo được là 35. Ở đây nó có một cái bu ly này các bác. Rất là nặng luôn. Để em xem là cái phần trục mẫu này được bao nhiêu. Cái này phần trục của nó là được 28 nha các bác. Đây cái chỗ này em đo được là 28. Còn cái phần rãnh bu ly bên trong đo được là 43. Đây em sẽ đo kích thước của nó nhé. Bản ngang bên này được 13 cm. Chiều bên này là được 23,5 cm. Còn chiều cao bên này là được 21 cm ạ. Để em xem là còn cái tên của nó đâu rồi. Hay là còn có cái tem thông số đây. Thế là nó bị mất cái tem rồi các bác. Cái này nó bị mất cái tem rồi, để em phải kiểm tra lại xem là tỷ lệ của nó là bao nhiêu nhé. Nó bị mất cái tem rồi. Không thấy có cái tem. Nhóm 4 chiều luôn rồi mà không thấy có cái tem các bác. Đây, quay thì rất là trơn tru nhá. Đấy. Mẫu số 43 này, cái size này size to đấy ạ. À mẫu số 42, size to này thì hiện tại có giá là 1.300.000. Hình thức thì em thấy còn rất là mới, bây giờ phải kiểm tra lại là tỷ lệ là bao nhiêu. Tại nữa em sẽ kiểm tra và nhắn lại vào cái phần bình luận của video là tỷ lệ của cái mẫu này là bao nhiêu nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 43. 43 đây em có bộ combo cái cây trục tròn này. Cái này của nó cũng là trục tròn sắt đặc nhá. Hai đầu nó sẽ có cái phần gối bằng nhôm như này. Trục tròn là phi 20. Trên mỗi một cây trục nó sẽ có một cái bi như này. Em sẽ đo kích thước. Chiều dài của cái bi này sẽ là 9.5 cm ạ. Còn tổng cả chiều dài phần gối luôn sẽ được là 65 cm. Đây các bác, đầu bên kia cũng sẽ có gối đầy đủ nha các bác. Mẫu số 43 này, bộ combo 2 cây này của em sẽ có giá là 300.000. Đây của nó là trục tròn phi 20, trục tròn sắt đặc nhá. Cái này hiện tại đang có 4 bộ đấy ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 44. 44 là cái mẫu dây điều khiển này. Dây điều khiển cẩu này các bác. Ở đây nó sẽ có hai nút điều chỉnh lên xuống và một cái nút dừng này. Cái này kiểu như nút dừng khẩn cấp hay sao ấy. Ở đây là cái đầu dây rắc của nó nha các bác. Dây này dây to đẹp nhá. Theo cái sợi dây thì nó sẽ có một cái sợi dây kiểu dây cáp đi theo cái phần dây điện ấy ạ. Để em xem đo xem là bản dây của nó bao nhiêu. Này dây ở đây em đo là 13 nha các bác. Mẫu này ở trên đây nó ghi là dây dài 15m này. Mẫu số 44. Cái này của em có giá là 500.000. Đây nó còn cả cái tang ở đây nữa này. Đấy. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 45. 45 mẫu này là đây nó ghi là dây 10m này. Đây các bác, 10m này, cũng có nút điều chỉnh lên xuống và cả nút đỏ bên trên đây. Đây là cái phần đầu dây rắc của nó này, cũng còn cái tang như này nhá. Đấy. Theo cái phần dây điện thì cũng có một sợi dây cáp như này. Mẫu này dây ngắn hơn. Mẫu số 45 có giá là 400.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 46.
theo là mẫu 46, 47 và 48. Em đang có 3 cái mẫu trục bi nha các bác. Trục bi này nó bằng sắt nha. Đây, 46, 47 chắc là mỗi mẫu chỉ có một chiếc thôi, còn 48 thì có mấy chiếc luôn này. Em sẽ đo lần lượt trước nhá. Đây là mẫu 46 này. Cái này phần thân của nó sẽ màu đen. Đây bên dưới sẽ có một cái bu li màu đỏ các bác. Toàn bộ đều bằng sắt. Bên trong của nó sẽ có trục bi quay rất là êm như này nha. Đây em sẽ đo kích thước phần đầu trục bên trên của nó này. Bây giờ nó có cái gục lâm châm ở đây làm nó hút cái thước. Đây mẫu này phần đầu trục của em đo được là 30. Còn phần bên trong này thì đo được là 45 này. Đấy. Cái phần thân này nó to lắm các bác. Phần thân này còn được nó đường kính khoảng 14 cm ấy. Cái phần khung sắt bên trên này cũng rất là dày này. Cái này độ dày ở đây em đo được là 25. Chiều dài phần thân này của nó là được 20 cm nha các bác. Tổng cả phần trục hai đầu luôn và phần bu li là được khoảng 45 cm. Phần trục bi quay rất là êm, không nghe tiếng gì luôn nha các bác, nó êm lắm. Mẫu số 46, cái này của em sẽ có giá là 400 ngàn một chiếc, toàn bộ bằng sắt nha. Đây bên trên này. Đây bên trên nó sẽ có một cái phần bi như này, để em xem mà có nhìn thấy cái mã bi này. Made in Japan này. Mã bi của nó là 6311 nha các bác. Những cái mẫu này thì tất cả phần bi bên trong, cái phần bi ở trên này nè các bác, nó sẽ là cùng một loại, là mã bi là 6311 nha. Tiếp theo, đây là mẫu 47. 47 nó sẽ có một cái phần đầu trục nó dài hơn một chút như này. Bên đầu bên kia. Đây em đo kích thước. Phần đầu trục bên trên này sẽ đo được là 22, bên trong này đo được là 30 này. Còn phần thân ở đây đo được là 45. Nó cũng sẽ có mã bi là 6311 ở cái phần bên trong của cái bi này nha các bác. Độ dày đem đo là 25. Đường kính thì giống nhau hết nhá. Còn đây là cái phần trục bên dưới này, ở đây em đo là 37. Chiều dài này, chiều dài phần thân của mẫu này được 20 cm. Còn nếu mà đo tổng cả phần trục hai đầu luôn sẽ được là 58 cm nha các bác. Đây, phần trục bi quay của nó cũng rất là êm. Mẫu số 47 sẽ có giá là 400 ngàn một chiếc. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 48. Đây 48 này, mẫu này thì đang có mấy chiếc luôn này. Đấy. Ở đầu bên dưới đây cũng có bu li nha các bác. Phần thân của nó này cũng được đường kính khoảng 14 cm. Đây em sẽ đo cái phần đầu trục bên trên. Cái này phần đầu trục ngoài sẽ có một cái phần ren như này. Phần ren đây em sẽ đo được là 30. Phần trục tròn như này đo được là 38 này. Đấy, nó cũng sẽ có một cái phần bi bên trong. Mã bi ba mã này giống nhau là 6311. Phần thân chiều dài của nó sẽ được là 18 cm. Đấy là phần thân của cái phần thân củ bi này nha các bác. Còn nếu mà đo tổng cả phần trục hai đầu luôn này sẽ được tổng khoảng 48 cm. Đây, trục quay cũng rất là êm luôn. Mẫu số 48 có giá là 400 ngàn một chiếc. Mẫu này thì có mấy chiếc này? Hai mẫu này nó rất là nặng nha các bác. À còn ba mẫu chứ. Ba mẫu trục bi này đều bằng sắt nên là rất là nặng nha. Bác nào có nhu cầu xem mua hoặc là mình xem lại hình ảnh thì các bác cứ chọn theo số báo vào trong Zalo, em sẽ chụp ảnh lại các bác xem tham khảo thêm nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo.